đến từ lớp 5B. Trường sẽ bước lên bảng đỏ là bạn Đăng Nguyên và bạn Phương Thùy. Bạn Hải Yến tới trang phục làm việc làm thiết kế. Lớp cầu kỳ là bộ trang phục áo dài rất duyên dáng và thanh lịch do hai bạn Hoàng Anh và Hải Nguyên trình diễn. Bộ trang phục được làm từ giấy gói hoa và áo ni lông. Khi những bó hoa là các bộ trang phục làm từ giấy áo mưa, bao bì và ni lông đến từ các bạn Phương Linh, Thanh Nguyên, Xuân Thắng, Mình Sàng, Cô Tinh, Võ Anh Thư, Bạch Đèn, Nguyễn Văn Thủ, Văn Thứ, Tử Sáng Đi, Anh Tinh. Là những người mẫu tương lai của đất nước Việt Nam chúng ta. Bộ trang phục xinh xắn giới thương những người mẫu thật xuất sắc, đẹp trai đẹp gái đã thể hiện trên sàn đất quốc của chúng ta hôm nay. Những cái nắm tay thật là âu yếm, dễ thương, tự tin của các bạn. Nguyễn Bình Nhiên và An Nhiên đã đưa đến cho chúng ta những bộ trang phục thật tuyệt vời. Vân và Thành Long với chất liệu được làm là trang phục làm từ bao bì của bạn Thành Long, càng đẹp mắt hơn với những nụ cười rạng ngời mà hai bạn biểu diễn. Các bạn ơi, qua bộ sưu tập hôm nay, trang phục thân thiện hôm nay muốn nhắc nhở chúng ta hãy thân thiện và bảo vệ môi trường.